Welcome back to our channel. Today we're doing some cutting for the succulent and we pot it. Bây giờ mình sẽ cắt và nhân giống á. Nhân giống. Tính nó gieo giống thiên nhân. Cây sen thêm tới ngay cả nhà. Đây bữa nay cây này nó em này đẹp quá trời nè. Lớn lên nè. Đó, phải không? Bữa nay là có chị Lộc nữa nha cả nhà. Chị Lộc là cameraman. Đang điều chỉnh máy. Cái máy nó rớt là lọc đó nha. Bữa nay mình sẽ cắt xớt cây sen này cả nhà. Rồi bữa nay nó bự quá chừng rồi nè. À cả nhà thấy chưa? Rồi biết vô. Vô cả là. Dạ, hello. Xin chào cả nhà nè. Hôm nay Lộc với Thắm là sẽ chia sẻ chút xíu cách tụi mình cắt đậu sen rồi nhân giống rất là thành công. Hy vọng là tụi này sẽ chia sẻ cái cách của tụi này làm á, rồi chị em mê sen mình sẽ có nhiều sen đẹp nữa nha cả nhà. Đây hai em sen đây. Bây giờ mình chia sẻ cách của mình rồi cả nhà có cách nào khác thì chia sẻ lại nha. Hai cây này mình dân hai cái này ha. Cái sen lá dài á là nhân giống nó là nó ra rất là nhanh và dễ đó nha cả nhà. Còn cái lá tròn này nè, cái này là cũng hơi lâu nhưng mà nó ra chậm, nó lâu hơn. Đây. Hai cái đầu ngày hôm trước là Thắm nó cắt nè. Cả nhà nhớ lần trước mình cho cả nhà xem hay không, nó nhỏ xíu, bữa nay nó bự mập lên màu nữa nè cả nhà. Đây cây này. Cái em này. Đó, cái này đó là hai cái đầu đó. Đó, bữa nay nó mọc bự rồi nè cả nhà. Hồng hào lên đẹp gái rồi. Mọc u luôn đó chứ không phải ốm nha, nuôi mọc đúng à. Để ở đây đó, hai cái đó. Rồi cái này. Mình cắt đi cái ốm trước đi. Đúng rồi, cắt cái ốm này trước đi. Cái này quá trời rồi mới tới cái cây này là cái cây chắp đi nè. Có nhiều nhánh tại vì không phải là tính nhân gì mà tại vì nó đang mọc ra hết chỗ rồi nè. Thấy không? Nó mọc rồi nè. Đúng rồi, nó ra nhiều lắm. Cái này nó tại tụi mình ngâm thuốc đó, nó ra quá trời rồi nè. Bây giờ phải cắt bớt mới được tại vì cây con cây đồ nó ra cái đó nó xây ra cả nhà xem thấy không? Cái này là hôm bữa cắt gọi nè. Cái đây đó nè. Lâu rồi cho ngâm xì sâu với cái HP 101 đó cả nhà. Nó tốt. Còn nếu mà không có cái HP 101 thì mình ngâm cái si sâu cũng được, thì nó sen nó giống như nó được uống một chút xíu nước thì nó được mập với nó ra màu. Mấy bữa nay trời nắng là nó ra màu cũng đẹp nữa nè. Còn cái sen này thì nắng mình không ngâm là nó cũng bị mình sẽ cắt nó nữa nè. Thắm á là phái lặt lá, Lộc á là phái cắt đầu. Miễn mà nó ra dài dài chút xíu là lột cắt đầu hết rồi nha. Đây, nó tới lặt lá đây. Thăm để rồi nè. Bây giờ để cái này xuống đi. Một tuần thôi à cả nhà. Lặt rồi cái mình bỏ nó. Mình ngâm chút xíu nước đó. Đó, rồi cái Thắm bỏ đại nó phơi khô nó đó. Thấy không, nó teo rồi, nó hồng cái này chị ba. Cái rễ ra quá rễ trời ổn rồi. Bây giờ okay. Đây, kéo. Mình chuẩn bị cái kéo này cả nhà mà mình thử trùng rồi nha. Thì bây giờ á, nó cũng hơi lấy phải không? Cho mày cắt đi. Không, đây. Đợi anh cái nha. Yeah. Đây. Nè, mình sẽ cắt ở đây nè cả nhà. Đây có nhánh con nè, thấy không? Xin cái nhánh con nhé. Cắt tới đây được rồi nè. Nè, cả nhà thấy cái nhánh con không? Yeah. Đó, chắc cắt ở trên này được rồi. Sát quá máy là lọc trên này đi. Để chỉnh máy lại dấp. Chị thấy nhánh baby không? Yeah, trên đó dấp trên đó đi. Xuống chút đó, một em. Cái nhánh này nữa nè. Đó. Hai em. Quá này cắt mà chịu cắt ra nhiều lắm á. Rồi, cái này cái đầu này cũng coi nó có baby không? Không, cái này nguyên cái đầu này nó cũng có nữa nè. Quay qua Tư. Đầu này nó bị quay qua Tư.
cái này nó cũng ra nữa nè Thắm. Thì nó ra đó, nhưng mà xuống mà xuống dưới này nữa nè. Dưới này nữa đây. À xuống một cái nữa, xuống một tầng nữa đi. À à đó. Đó, chớp liền. Đó. Hôm bữa em thấy người ta nhân cái này bằng lá. Là người ta cắt phân nửa cái lá rồi ghim vô. Thôi, 2-3 ngày nó teo lại luôn, nó hư luôn à. Nè, đây nè nè Thắm. Cái lá này nè, cái cây này nè. Nhưng mà ngay đây đi, ngay đó luôn đi. Cây con ngay đây còn chờ một lá cho nó có sức ở đây. À, nó dưới luôn, dưới đi. Dạ, dưới luôn đó đi. Dấp. Sẵn chọc cho nó chọc luôn. Em đi xuống. Quay qua đây coi. Cho cành này đi luôn đi. No, để vậy cái shape nó đẹp rồi. Nó cái shape nó đẹp rồi Tư ơi. Đừng có đừng ngay nữa thôi. Đừng nhiều đủ rồi. Trời ơi. Nó khoái cắt hơi là xong á. Đó. Thì để cái này để mình lấy cái cây mình ghim ở ngoài sao cho cái dáng nó thẳng lên nữa đó. Rồi bây giờ để cái này ở đây đi Tư. Đây cả nhà. Mua cái này tiện lắm rồi cả nhà. Ở khay mạc. Ở khay mạc. Mình thay chậu sen á mình xây được nha. Lazy Susan nè. Nó có cái bánh xe cho mình xây vậy nè. Đó. Cát đất gì nó gớt trong này được. Rồi bây giờ lấy bột ra nhúng nó. Đây chị để qua đây trước nha. Cái đất này mình mix sẵn, cả nhà mình mix sẵn hết rồi nha. Cái đó là Quitty Mix rồi Akadama, Kaduma nữa. Là ba loại. Một hơi nữa lấy cái có cái cây chậm để chậm cái trên cái đầu của này nữa không? Tan nhà để chị quay sát vô đó hả? Đây, cái này là cái sỏi nè. Cái này là 50% là Gritty Mix, 25% là Akadama, với 25% nữa là Kaduma. Đây, cho chút xíu bột vô đây. Cho chút xíu bột thần thánh này vô. Dạ, cho không cho gì cũng không sao nha. Cái bột thần thánh này nó mọc rễ nhanh lắm. Cả nhà để cỡ tầng là nó mọc rễ. Yeah. Đấy, mình không sao, mình đừng, cái này cái rooting power nè. Cả nhà cứ để nó khơ khơ ở trên đó đi rồi chống nó tiếp tiếp nó. Yep. Mình lấy mấy cái cây sim thịt đó cả nhà. À, mình chống nó lại. Chống dựng tiếp nó thôi. À. Cho đứng vững thôi, mấy nó ngã cả cái nhà đừng có đè nó xuống quá. Cho nó khơ khơ trên mặt để nó có airy á, nó giống như nó just like that. Nó màu cái cỡ 2 ngày sau cũng hơn ngày 2 ngày gì cũng được, cái bắt đầu mình ngâm nước thuốc ở dưới này. Ngâm thuốc rooting powder luôn. Yeah, còn thôi ngâm xi sầu cũng được. Rồi xong rồi đó cả nhà. Đó. Một em. Rồi. Còn đây nè, mình thấy mình tưới nước càng nhiều nó càng thích nữa nè. Tưới nước mà phải để ngoài nắng nha, mà tưới tưới giấc chiều tối á cả nhà, bữa nào nóng quá thì đợi
tối lạnh lạnh xuống mát á hả, tưới chứ nó còn hết nắng mà nó còn nóng mắt là tưới nó héo à. Đúng rồi, mới nó chết á. Chết. Yeah. Chết đấy. Rồi trồng luống này đi thắm. Mình dùng bleaching mix cho nó lên rễ hồng hào. Đúng rồi. Chấm nó vô pha hồng. Dạ. Yeah. Nó đừng dở. Rồi, bây giờ lấy cái kia đi thắm. Làm cái kia luôn đi thắm. Dập. Rồi rớt là xong luôn. Tại mình cứ chống nó thôi, đừng đè nó là nó chết. Nhớ vậy là rắc cái bột lên đây luôn nè. Xa lên cái vết cắt này cho nó lành với nó ra con nhanh nữa Tư. Ừ. Đây cái sỏi nè, mix. Tại cái này phút cuối của cái bịch này sao? À, nó cũng có bây giờ lắc nhẹ nó gớt mấy cái đứng, kia đứng, 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 đứng vô chậu rồi cắt cái chổng đi lắc hết rồi cha. Sao giờ bỏ đi lắc hết. Cái này cắt ra được không, cắt cái cây nhỏ ra nè. Tha bột lên lại cho cái chỗ mình mới cắt cái vết thương của nó. Nè cái cây này nó power, nè cái brush này nhanh hơn không? Nó không có dính bà lập. Dạ. Yeah. Brush cho nó không có dính. Nó phải có dính chút xíu nó mới khô ấy. Nước nó thấm hơn không? Không, không có nước, nhưng mà tí em nói tại vì cái cây này nó dính bột. À. Cái brush nó không dính. Đây, ha nó chút xíu nè cả nhà. Đâu không đầu nó không? Bên này nè, ở dưới nè. Đó, sẵn vậy gắt miếng dưới dây giò nó. Trời, cả nhà mà hả chút xíu lấy về nè, cái dắt vọng vọng dưới giò của mấy này nè. Trời, nó mọc rồi. Dưới khúc khúc rễ á. Khúc đầu nó mới cắt. Nè, để một chút lên đây luôn cho nó direct, cho nó mau ra rễ. em là em để à. Chút xíu thôi. Rồi, nhiều quá à, bên này nữa. Sọt nó xuống đi, cứ okay. Sọt thẳng nó dấp vậy đó. Rồi cái để cho cái này nó vô, dấp. Khơ khơ trên là được rồi nha cả nhà. Cả nhà chống tiếp nó thôi chứ đừng có đè nó xuống quá. Rồi mình cắt cái này ra mình chống nó. Cái đầu này là lớn nè, nó đẹp nè. Hồi đó mua một cái đầu như vậy là 50 đó nha. Không có... Được không? Bẻ cái, nó. Cái cây kiềm của em mới đây đang mất rồi. Bẻ nó mới được. Rồi. Cho cái cả nhà chống nó rồi chứ cả nhà đừng. Với cho cái thân nó ngay lại, còn không mấy cái thân nó bị cong cong ngoài quẹo nè, nó không có đẹp. Không, tại này nó kệ mình. Tại cái này cái đầu chót á thắm. Bước theo nắng á bà. Đẹp ha, hồi đó một cái đầu nhỏ như vậy thôi á là mua là 50 70 đó nha cả nhà. Bây giờ nó rẻ quá rồi. Cái cây chống là được. Ai ở gần mình á là cho ăn đầu nữa, free á nha. Ai mà biết Lộc á, liên lạc Lộc á nha, Lộc cho ăn cái đầu free á nha. Nhưng mà ở Melbourne mới được nha cả nhà. Xa quá không có post được. Không biết post làm sao về. Không biết gửi làm sao thôi. Cái này nó không có cho gửi overseas, không cho gửi interstate nữa. Nhưng mà ai ở Melbourne á biết Lộc á thì với Thấm á thì liên lạc á thì Lộc tặng một cái đầu này cho về hẹn ra cho, cả nhà. Hẹn ra cho một cái đầu rồi về nhà chồng nha cả nhà. Đây nè cả nhà, đó không, mình chỉ để thư thư thôi nha chị ba. À, sợ lắm chị ba nói mình để tặng là chồng trên mặt đất. Vậy mà rau cải rồi mình chồng cũng lên đó chứ rồi. Cái gì chồng cũng lên đó. Thì đó, Lộc cũng nói rồi ha. Thì nếu mà chị em là ở Melbourne muốn chơi cái loại sen va này nè, thì liên lạc đi rồi Lộc sẽ hẹn, rồi Lộc tặng một em cho nha. Đó, miễn phí luôn đó nha. Nhưng mà có ba đầu thôi nha. Bốn đầu. Mấy chị em nào comment với xe của tụi này đi, tụi này sẽ tặng nha. Ai nói trước thì tặng trước, nhưng mà chắc phải đợi ít nhất một tháng mới ra rễ nha cả nhà.
chừng nào nó ra rễ Lộc tặng cho nha, tại vì cái này nó chưa có ra rễ đem về sớm quá nó bị ngẫm là không có vui đó nha. Đó, để đó cái này cũng còn mắc nha cả nhà, chứ cũng không có rẻ đâu. Và nếu mà có muốn thích chơi thì cứ liên lạc đi cứ Lộc tặng cho nó ăn uống đầy đủ đầu. Là nó mập vậy nè. Đó. Đây, thấy không? Còn mà cho nhiều thuốc mà mọc rễ, mọc kích kích rễ. Kích rễ nó quá là nó đẻ con ra nè, con nhỏ đầy luôn nè cả nhà. Thấy không? Cái này nó mọc thêm cành thêm nhánh đầy luôn. Đó, chị em nào mê sen thì liên lạc comment đi, rồi Lộc sẽ biết Lộc ở Melbourne đó, biết Thắm đó, thì liên lạc thì Lộc sẽ tặng một cái đầu để cho mình share với nhau mình chơi sen. Chứ bây giờ nhầm khi kiếm cái này mua cũng mắc chứ không có rẻ. Hồi đó Lộc mua một cái đầu nhỏ xíu như vậy thôi, cái cây này nè, original của nó là ba lớn thôi mà Lộc mua là cũng 50 rồi đó nha. Trời ơi, bây giờ mắc quá, bây giờ nó lên nhanh lắm. Cái này nó lên rất là tốt. Nên Lộc propagate nó ra được, cái cắt đầu nó ra được. Nên Lộc với Thắm sẽ tặng cho. Đây nè, thấy không? Chị em nào thích chơi sen, tập chơi sen thì liên lạc đi tặng cho nhà tập cái này. Nhưng mà cứ comment thì Lộc sẽ cho một em về nhà chơi. Còn em này thì chưa cho được tại vì nó còn quý. Cũng, cũng em này vụ, thì cho được. Nè cái vụ mà cho chơi á, nè cho chơi với bây giờ nhà mấy trăm tỷ. Đây. Nè cái cổ Thắm nè, đây một em nữa nè. Đó. Em đó là chưa cắt á. Chắc cái bữa không, cái này hôm bữa em cũng cái này hôm bữa Thắm nó cũng xịt thuốc nữa nè. Đó em bữa nay nó cũng lên nè, thấy không? Đó, HP 101 nè. Bây giờ mình đẻ ra nhánh con nè, bữa nay nhánh con bự cỡ này nè. Vậy lặt tiếp Thắm. Cho nó vòng qua luôn, cho nó đẹp mày. Thôi mà. Lặt qua đi. Em mấy nay em chưa đụng mấy nó làm cho nào. Đó, sẵn mở cái thuốc rồi. Cả nhà mình chưa có rảnh cho nên Thắm sẵn cái thuốc kéo vài lá vô. Để cái rooting mix vô. Cái này bữa nay cái body nó form đẹp nè. Cái này nè. Đó. Cái Mardi Gras này nha. Hôm bữa mua banning hả Thắm? Yeah. Hôm bữa con Thắm nó mua banning á có 13 12 đồng 99 thôi nha cả nhà. Wow. Mà bữa nay nó ra cái màu nhìn đẹp hả? Bữa em mua nó không được đẹp vậy đâu chà nó. Bữa nay nó stretch rồi. Đó, không mà nó giống như nó cái dạng giống như mini rồi Thắm. Yeah. Giống như nó em mini vậy, nó cute quá hả? Cắt ở đây nè, cho nó mọc. Cắt ở đâu nữa? Cắt cái đầu bự này. Đó, khoái. Thôi cắt cái đầu chánh gì, người ta chữa đầu chánh mới đẹp bà. Ta cái đầu chánh để quét kìm vậy. Ừ, cái đầu chánh nó để cho mày phải kìm cho cái đầu chánh này nó đứng thẳng lên chút xíu để cho nó có cái form nó không bị nó ngã qua. Yep. Nó bị xéo. Yep. Đây. Đây cái vàng em này. Chanel Chanel. Ủa hôm bữa nhớ nè nó ra bên đây nè. Em xịt là bên đây. Nó ra đầu chưa? Chưa. Đó, nó một có ra chút xíu à, mà bữa nắng mấy chục độ á nó béo đầu rồi. Nè còn cái này nó ra nè chị bà thấy không? Yeah. Ở đây cũng ra nữa nè. Đúng rồi. Mấy cái cọng mà giống như gâu gâu đó là đừng có thiều nó nghe cả nhà, đó là đầu mới. Cái đầu thiều mới. Kiều đứt râu là đứt đầu. Nghe nè chị ba thấy không? Đó, nó như mấy cục đúng gâu rồi. Nhỏ vậy đó là đứt. Ừ. Đứt là gì đây. Nè, cho cả nhà xem luôn. Ở trời coi chừng ấy, không update cái đầu này nè Thắm. Đây. Cái đó hôm bữa mua là nó yếu xìu luôn phải không? Bữa nay nhớ hôm bữa rằng trước mình dở lên cho cả nhà xem không? Bữa nay là dở không được luôn nha cả nhà. Đó, nó cứng, nó có rễ nó cứng tới vậy nè. Yeah. Nó mọc nhanh dễ sợ nha. Ủa cái điện thoại em đòi lấy có cái đây. Em này comment phải không?
hỏi cái HB101 đây để coi cái comment lại nha, tại nó nhảy lên rồi cái không có thấy nữa. Đó. Cái này là của chị Ba. Hôm bữa chị Ba cho mình cây này, chị Ba giữ hai cọng này. Cũng cùng một lúc này luôn nghe cả nhà, mà chỉ nuôi hoài không lên gì hết. Rồi cái bây giờ chỉ cho mình hai cái cọng này. Mình cũng mới ghim nó vô thôi à. Nè, mình lấy ra cho cả nhà xem. Mình mới ghim mà mình để thuốc á, rồi cả nhà thấy bây giờ nó mọc rễ không? Đó, mọc rễ tốt dễ sợ không? Đây. Bắt đầu. Yes. Thấy, thấy. Đó. Rồi. Không sao nha cả nhà, mình khều ra mình để vô lại chứ mình không có ấy nó. Đây, mình chứ để lại. Nó mọc rễ nha cả nhà, thấy nó mọc rễ không? Chị Ba. Đó. Yep, I can't see cái này. Chị Ba muốn coi cái rễ không? Yeah. Chị Ba zoom vô. Bởi vì Ba cho em là không có một cọng rễ luôn á. À. Về em để thuốc vô. Rồi à. Em ngâm nó 2 ngày rồi. Dạ. Yeah. Rồi nó mọc rễ ra nè. À. Đó. À, đây. Một thờ với chỉ mà chứ. Dạ. Yeah. Bây giờ á, cái hồi nãy cái comment nó nhảy lên rồi nhưng mà không có thấy rõ, thì nếu mà cái bạn nào hỏi cái HB101 này á, thì khi mà mình pha ra cái 1 lít nước thì 2 giọt hoặc 3 giọt cũng ok. Thì nếu mà muốn cho nó tốt cái phần rễ thì mình ngâm ở dưới cái phần rễ nó thoa cũng được, rồi sau đó mình xịt cái nước pha đó mình xịt lên cái phần lá này, nó sẽ promote cái grow, là nó giống như là nó sẽ làm tốt cái phần mà mình mới cắt. Nhưng mà tự nhiên á, mình xịt lên không á, nó không có cái vết thẹo nào hết á, thì nó có thể là nó không, nó ra chậm hơn nha, nhưng mà nó sẽ tốt cái lá. Nếu mà mình muốn mà nó ra con nữa thì giống như mình phải lấy một cái cây tăm nhỏ, mình giống như mình ghim ghim vô ngay chỗ đó, làm cho nó có một cái vết thẹo. Thì khi mà xịt HB101 vô thì nó sẽ giống như là đâm cái chồi ra nhiều. Yeah. Thì cái nhưng này mà cũng mà được. Tâm ghim á, là ghim cho mấy cái dạng cây như vậy thôi nha cả nhà ạ. It's okay on this one too, and that yeah, one, that one. Is this one. Yeah, easy is this one. Cả nhà muốn mà ghim theo thân cây á, là lấy tâm ghim theo mấy mắt này nè. Đó. Đó là nó mọc con ra nha, khều một vết nhẹ thôi. Yeah. Lấy tâm hay gì khều nó. Yeah. Đó là nó sẽ xịt ngay đó nó lên. Ừ. Còn cái này mình xịt theo cái thân á, là nó lên như vậy nè. Thấy chưa? Bà Lộc zoom in nha. Yeah. Là nếu mà mình xịt theo cái cây á, nè, là cả nhà thấy đây không? Đó, cái grow của nó. Đó, cái đó là nó sẽ grow ra một cái mắt nhỏ như vậy nè. À. Cái mắt nhỏ giống như vậy. Là cái đó mình xịt theo cái thân á, là nó sẽ grow ra cái nhỏ như vậy nè. Ừ. Cái này ít bữa nó grow nè, nè giống như cái kế bên đó nè, thấy không? Nó grow từ cái lá. Thấy không? Cái chốt của cái lá này nè. Thì nó đã nhô cái đầu nhỏ ra rồi, thì mình xịt cái HB101 lên thì nó sẽ làm cái baby one nó healthy hơn. Chứ không phải tự nhiên mà cái cây mà nó không có giống như nó không có một cái vết sẹo nào, mình xịt nó thì nó chỉ có tốt thôi, chứ không phải là nó sẽ mọc con ra cả nhà. Thì giống như cái này nè, mình cắt rồi thì khi mà mình xịt nó thì nó sẽ tốt cái phần rễ, rồi nó sẽ làm cái cây á, healthy hơn, chứ không phải là bị khô rồi nó bị héo, rồi nhầm cái mình cắt đầu nó héo rồi nó chết. Là ngỗng luôn á. Giải thích sao không bạn cuối cùng? Giải thích không? Nhầm khi cũng khó, nhưng mà cái kinh nghiệm trồng sen là cũng khổ lắm á. Cái này mình ngâm nè, HB101 chung với si sầu. Ừ. Thấy nó lên cái màu đẹp không? Dạ. Yeah. Yeah. Nó lên tốt dễ sợ. Ừ. Thì cái này cái loại mà mini nè. Yeah, nó sơ healthy.
Này mấy cái sen, cái anemium này nó là mấy cây của em rồi, bữa nay cũng lớn là mini đó đó. À, nên nó nhỏ thôi. Dạ. Thấy không, cái chậu nào chậu nấy nhỏ vậy thôi. Nhỏ. Thì nếu mà bạn nào mà mua cái đầu thôi á thì mình như mình train nó đi cho nó quen trong một cái chậu nhỏ thôi, thì từ từ nó sẽ thành cái mini. Thì cái đầu này nữa nè, hôm bữa tụi này rồi xong rồi, một em nó ngã rồi, dời qua giờ lại đó. Cái này nữa nè, hôm bữa nè, cái này cũng là mua, cái đầu nó bị giống như là nó, cái đầu nó bị úng đó, rồi lọc về lọc cắt nó, clean nó rồi phơi nó lại, rồi bắt đầu mới trồng nó lại thì nó mới tốt lại nè. Nhưng mà cũng lâu lâu cũng phải xịt cái thuốc, cái chai HP101 cho cái bông nó đẹp với nó giữ màu. Thì bạn nào đã dùng quen cái thuốc nào thì cứ dùng cái đó, không có sao. Nhưng mà cái cách của tụi này dùng á là như vậy thì có thể giống như mình chia sẻ với nhau thôi. Cái rễ nó khỏe tới nỗi mà em dịnh bằng cái cành mà nó không rớt cái chậu luôn á. Mà hôm bữa lần trước em livestream là em dở đầu ra em cho cái nhà coi cái coi cái đất cương nó mọc mọc mấy cái rễ ra đó. Sao rồi à, mới hai cỡ một tháng rưỡi à hả. Mà nó cứng tới nỗi mà em dở nó không đi luôn á. Đúng rồi. Còn cái này chị Ba mới cho. Thì cái này là cái đó là chung nè. Cái đó cũng chung á. Bả nuôi thì không lên, mình nuôi thì vậy nè. Mình nuôi bằng thuốc, còn bông nó nở. Nuôi bằng phơi khô. Lọc phơi khô nó khô. Còn mình cho thuốc vô coi nè. Bây giờ tới cái em mập kia đi, đem cái rainbow kìa. What was that one? Unicorn poops. Unicorn poop. Đây. Unicorn poops nè, đó. Bây giờ á là mình sẽ cắt luôn cái đầu của cái này. Thấy mấy thằng Hàn Quốc nó vừa ra chút xíu là nó cắt rồi, bây giờ sao mình để nó cũng hơi lâu rồi. Cái này cũng cắt được rồi nè. Cổ thì đó. Này nó cứng cắt ở dưới này luôn rồi chị Ba. Yeah. Nghe cả nhà mình có 4 cái nha. Cả nhà nào chị em nào mà comment trước thì mình sẽ tặng trước nha, rồi ở Melbourne mới tặng được nha. Ở Melbourne nha cả nhà, chỗ nào mà mình đi tới nơi mình đưa được cho cả nhà thì mình sẽ tới nha. Hẹn ra rồi cái thấm hoặc lọc á là cho mấy nữa. Em về chồng chơi. Chừng nào mình có cắt nữa thì mình sẽ thì tặng cả nhà nữa. Yeah. Chứ đừng có nói mà ủa sao chị Lộc cho cây này không giống nha, nhầm cây, nuôi hai ba bữa nó rụng lá. Không, không, cái này giống là cả nhà mà ăn thua mình nuôi thôi nha, cả nhà nhầm cái nó ấy rồi thì đó. Ăn thua mình nuôi nha, cũng cắt từ cái cây đó ra thôi mà nuôi. Người nuôi thì với nó phải đủ nắng nó mới đẹp, còn không mấy không đủ nắng thì nó cũng không có ra màu cả nhà ơi. Thôi không mấy là để em này lại hai ngày nữa mình hay livestream. Bây giờ mấy chị em phải đi công chuyện nữa nè. tính bây giờ cắt đầu luôn không? Sẵn để nó ghiền rồi nó cắt luôn à. À không phải nè, mấy ông Hàn Quốc á là đếm 1, 2, 3 là giống như 6 cái lá là mình chọp nó ngang được rồi. Còn hôm bữa Lộc mua có 4 lá này thôi á, là 25 đồng. Mà nhỏ đó không biết sao nó cắt ra 4 lá, bây giờ nuôi cũng cả năm á, nó cũng lâu á. Nè, có em cũng nuôi lên vậy, chị cứ cắt 4 lá đem nuôi cho. Còn của Thấm á thì hôm bữa nó cắt nè. Bây giờ lên màu nhìn dễ thương dễ sợ không? Cả nhà để mình xem. Khoan. Cho em cắt 4 lá này đi em nuôi cho. Khoan, bây giờ cắt 4 lá nè. Chị đòi cắt, bây giờ tới cái nói cắt bá sợ nè. Khoan, để nhìn coi cái này nó có nên cắt tới dưới này nè. Cắt tới đây để cho mình lên nó lên một cái luôn. Coi mấy đầu vậy? Chị Ba muốn cây bự phải không? Cái này nè, lên một cây bự cũng đẹp lắm nè. Yeah, that's if you want the big one. Trời khó tính quá đi nha. Dễ mà. Trời ơi, đây nữa nè, cái này nè.
có mấy chọc cái đầu bự này đi. Phan, 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 phan. Đây nè. Phan, phan, phan. Ngay chỗ nào? Ngay dưới này nè. Còn thôi nghe. Rồi, đó, phan để chị nhìn coi. Trời ơi. Trời ơi, cỡ nào cắt bà này. Bà này cắt ngay cái đầu bà này được rồi, cắt ngay chỗ này thôi. Cái cây của chị đó. Đó, đó. Cả nhà lâu không? Đó, rồi nó chọp là xong rồi. Giống như bút xa là gà chết. Đó, bây giờ chết mất rồi. Đây, một cái đầu. Phan, 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 phan. Nhỏ này làm nhanh hơn lọc nữa. Phan, no cái đó. Ủa, no no, cái cây này nè. Chị nói cái cây này nè, phải cắt ngay dưới nó này nè. Đừng có cắt ở đó, chị ba biết làm sao không? Phan. Mà ai comment vô chị cắt đầu mình chắc liền à. Đợi chị ba bánh đi sai lâu quá. Ai comment là thấm nó vớt liền. Đầu phải là mình chắc liền à. Còn chỉ cứ phan 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 ngừng lại không à. Tại cái này nó đang có baby nè, chị ba thấy không? That's why á. That's why chứ. Nó here. Ngang chỗ này nè. Trời ơi. Phan 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 phan. Đâu đâu. Trời ơi, bà này thì mập quá, sao mà cắt bên đây nè mày. Bên đây cái cây này nó coi coi nó tròn do luôn rồi tự. Trời ơi, bà cắt nó mới có sức, nó mập thêm nữa. Trời nội ơi, đây nè, cắt chỉ cho. Trust me, lock. Tin em đi để. Thôi thôi thôi, bây giờ đợi. Giờ đợi. Thôi một đầu thí nghiệm thôi. This one. À, no, ngay chỗ đó uổng. Chỗ đó uổng mày. Rồi, thôi vậy đưa cây chỉ xuống nè. Cây rồi. Của em nè, để em lên chỉ cho em cắt. Trời ơi, cây này của nó bây giờ. Cắt để em nuôi cho nó mập. Cây này nên cắt không cả nhà? Cái cây này. Dựng nó cho nó thẳng lên đây. Phải chim cái đầu nó. Yes. Cây này nè, cắt cái đầu này, cắt ra đó. Tới của người ta. Tới của người ta, bà cắt tùm lum. Nói mấy đầu, 4 cộng thôi phải không? 2, 4, 6. Cắt theo mấy người hàng thử rồi cả nhà. Khoan khoan khoan, đưa lại cái tay nè cho người ta nhìn nè. Đưa đây, đưa đèn thấm nó. Nè mấy người Hàn Quốc á, người ta đếm là 1, 2 nè, 3 là người ta cắt ngay chỗ đó thôi. 6 lá chứ gì? 6 lá thôi. Ừ, đó. Cái gì chứ này nhanh lắm cả nhà, nhấp cái xong rồi. Đó. Đó. Này này đầu của chị ok. Rồi. Này đầu của em. Ừ. Để về tụi ba nuôi thằng nào nuôi lớn ok. À. Không, mình thôi bỏ vô cái this, cái this one, nó xanh nè. Ờ, cái đó nó xanh rồi, nó giống như đang bị reverse hay là gì á. Nó bị reverse. Rồi, reverse vậy cắt nó cái này. Trời ơi, nó lầy khác. Reverse. Mà nó đẹp chứ, nó cái đầu này đẹp chứ hả? Đồ xanh mà nó xanh nó xanh mà nó còn màu đỏ lên này. Hồng hồng nữa nè. Cái rainbow này đẹp nè. Ừ. Rồi chồng đi Tư. Để rồi tha thuốc không? Vô, tha thuốc vô. Nó không có đủ, nó mập mà mập mà mập mà nó bị lùn nó nhỏ xíu. Ây da, quay qua đây coi. Lại cắt cái đầu này nữa nè. Ây da. Cái đầu này nè, ngay đây nè, 4 cục. Thôi 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 thôi, cái đó chưa mới có 4 mà đợi mọc 6 ha. Rồi tha thuốc lên Tư. Là Tư này thiệt hình lâu quá. Cắt cũng nhanh lắm nghe, nó nói dép là nó chọp liền á. Dép bỏ ra đi. Tại vì mình cứ suy nghĩ hoài mình không dám cắt nó cả nhà. Một khi quyết định cắt là đi lấy cây kéo lại cái bắt đầu cứ thấy nào lòi ra ngoài là rung sợ uổng uổng. Đằng nào mà cao hơn khác là cái đó đẹp á, cái đó nó cái va nó ra hồng á. Ừ. Cái này ngổ nè cả nhà. Về yeah, cái đó hồng mà nó hồng đẹp. Cái này cũng bao lâu cũng đẹp nha. Đó chấm vô. Bây giờ nếu mà ở nhà mình không có rooting powder, mình dùng cinnamon cũng được nha cả nhà. Đúng rồi, tay nó dùng cinnamon. Yeah. Nè, rồi đưa cái này xuống. Cái này hơi chấm đó. Em đi lấy cái... em đi lấy thêm cái được tắt rồi. Em đi lấy đi. Cái này đẹp quá ha. Cái màu nó lên. Cái mùa này cái màu nó lên đẹp dễ sợ nè. Không có, bây giờ đi coi nhà hàng thấm à. Mấy bữa nay không có quay phim là tại vì hôm bữa Lộc té xuống đây một cái thấy bà cố luôn. Rồi cái xong rồi cái nghỉ quay phim luôn. Dẹp đẹp. Cái ổi nhà hàng thấm nè. Nè ổi cherry ở bên Ninh bán cây 12 đồng thôi. Mùa này quá trời luôn nè. Về coi trái bự trên đó kìa. Ừ.
năm nay trái nhiều quá cái nó bị nhỏ. Ừ, ngon hả? Nè, trên đây nè, quá trời trái lớn. Quá trời ngon. Đây, ăn đã ghiền. Em lấy bịch đắp nó. Coi nữa nè. Nó ngon mà nó ngọt lắm á. Thấy không? Con này nó lên quá trời nhiều kìa. Đây, chị ba cho coi trái này được lớn. Dạ. Đâu hai trái lớn nhất cái tư. Nè, trái này lớn nè, để cắn một cái cho cả nhà coi nha. Ngon. Nó ngọt. Mà cái hộp nó cũng ngon nữa, chứ không phải cái hộp nó cứng. Cái hộp nó mềm nhai được. Đây nè. Quá chở banh liền nè. Đây, bước xuống đó coi chừng bữa tính live stream. Coi chừng là nó nhà. Bay xuống luôn á. Chị bay xuống cái bên nè. Hồng mình cái. Nè, Thấm trồng được cái khế nè cả nhà. Bông tới cỡ này mà sao nó không thấy nó đậu cả nhà ơi. Có ai biết cách nào cho nó đậu chỉ mình đây. Chùm nó lại. Chùm lại không được, chùm lại nó héo, nó rụng. Đây nè, có bông xuống tới giò luôn rồi. Ủa, bông khế nhìn đẹp quá hả? Ủa. Cái này á, trời ơi. Cái này là mình cũng bỏ cái rooting powder đó cả nhà, dưới giò nó đó. Thấm có để cái bột kích rễ nè, cho nó màu lớn á. Tại vì cái đó mình pha ra loãng thì giống như là mình có thể mình tưới nó luôn cho nó tốt cái cây. Tại vì cái đó nó làm cho tốt cây nữa chứ không phải là nó cho ra rễ không. Không. Đây, lên đây. Chắc mình sẽ tạm ngưng nè, trồng vô cái này cái này bây giờ là mình sẽ tạm ngưng nha. Tại vì phải đi công chuyện rồi. Mấy chị em busy lắm rồi. Mà nhớ mấy chị em trên mạng cho nên phải livestream. Nhớ mấy chị em mê sen nên mình phải livestream. Tại vì quay phim thì cũng hơi lâu quá. Thôi livestream đi. Share cho mấy chị em coi cho nó đã ghiền. Đây. Đó. Yeah. Nhớ rửa tay nè. Đó. Rồi mẹ để chữ lọc. Giờ cây này cái đầu này sao nó chắc chị nuôi luôn á. Ừ. Chắc chị nuôi trước em. Chắc luôn. Thấm nó nuôi hay lắm nè. Nè, cái cây em nhỏ chứ thực ra nó già lắm rồi nè. Mấy cái thân cây không? Đúng rồi. Eo eo già lắm rồi. Thân này cũng nhiều lắm mà. Nhưng mà tại vì nó cái loại mini á Tư. Nó giống như cái loại mà lá nhỏ. Rồi đây. Thôi bây giờ là mấy chị em mình cũng tạm ngưng nha cả nhà. Đây cả nhà. Here time. Là mình đổ nó vô góc cá. Lên đại ở luôn kìa. Rồi mình sẽ tạm dừng video đây nha cả nhà. Hai chị em mình cảm ơn cả nhà đã xem video và ủng hộ hai chị em mình nha. Mình cũng hẹn cả nhà những video tiếp theo. Rồi ai có muốn mua HP 101 với Reaching Powder thì mình sẽ để cái link ở trong cái video nha cả nhà. Ở trong cái description phần mô tả đó. Rồi cả nhà có thể nhấp vô đó rồi mua đó. Rồi, cảm ơn cả nhà nhiều. Hẹn cả nhà những video tiếp theo nha. Bye bye.